Con vua mà ngu. Hôm nay chúng ta học đến đây thôi. Các trò có thể ra về, mai chúng ta sẽ học tiếp. Vâng ạ, chúng con chào thầy ạ. Về thôi. Các cậu ơi, xem này, nó còn ở lại ôn bài đấy. Chỉ là con của quan thứ phẩm tép riêu thôi mà cũng đòi. Cố thì cũng ít gì chứ. Hả? Đúng đấy, phải là con quan thượng thư bộ lại như cậu thì mới xứng chứ. Nó học lồi mắt ra cũng chẳng theo kịp được mình. Sau này cùng lắm là làm quan quản ngục như cha nó là cùng chứ gì. Về thôi. Con chào cha ạ. Hoàng Dương, mau ngồi xuống đây cha bảo. Dạ. Sớm mai hoàng thượng sẽ ngự giá lớp học của các con đấy. Ờ, thật ạ cha. Con cần phải biết, đây không phải là chuyện bình thường, mà là một chuyện rất lớn. Ngày mai, con phải cho hoàng thượng thấy con là đứa trẻ thông minh, kiệt xuất đến thế nào. Nhớ chưa? Việc này sẽ ảnh hưởng tới cả tương lai sau này của con đấy. Cha ơi, vậy con sẽ phải làm gì ạ? Cha đã nói khó để biết được câu đối mà quốc sư sẽ hỏi các con ngày mai. Tới lúc đó, con chỉ cần nhanh tay xung phong, làm cho hoàng thượng thấy con thông minh, nhanh trí thế nào là được. Thật ạ? Thưa cha, vậy thì xin cha cứ yên tâm. Con nhất định không làm cha phải hổ thẹn. Con là con của quan thượng thư bộ lại cơ mà. Tốt lắm. Hoàng thượng giá lâm. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Trẫm miễn lễ, các khanh bình thân. Quốc sư nói quả là không sai. Những học trò này trông ai cũng thật lanh lợi, sáng sủa. Dạ, bẩm hoàng thượng, những cậu học trò này không những rất lanh lợi, sáng sủa mà còn rất thông minh, nhanh trí. Tuy còn nhỏ tuổi nhưng đã rất thông thạo kinh sách thánh hiền đấy ạ. Bởi vậy ta mới hy vọng mai đây khi lớn lên, các trò này sẽ trở thành những công thần cùng ta xây dựng đất nước. Dạ, thần có ý này. Hay là nhân đây, xin hoàng thượng hãy thử tài đối đáp của những cậu học trò này. Giờ thần sẽ ra một câu đối, các học trò sẽ trổ tài đối lại cho hoàng thượng nghe, được không ạ? Sắp tới lúc thể hiện rồi đây. Ồ, ý hay đấy. Mà phải rồi, hôm nay ta có thời gian rảnh, hãy để ta ra hẳn một đề bài thử tài các trò nhỏ xem sao. Hả? Chết rồi, sắp hết giờ rồi. Làm sao đây? Bài này ở trong quyển nào nhỉ? Sao mình không nhớ gì chứ? Cậu có biết câu trả lời không? Dạ thưa hoàng thượng, trò đã hoàn thành. Tốt lắm. Các trò khác đã xong chưa? Sắp hết giờ rồi. Mình đường đường là con quan thượng thư, vai vế cao nhất lớp, không thể không biết đối được. Nhưng câu này đối thế nào đây? Thì ra bấy lâu mình được điểm cao là toàn nhờ cái bóng của cha. Thổi son lạ trên ô tô. Khêu Ly, em có ý tưởng gì cho kỷ niệm 10 năm ngày cưới lần này không? Anh nghĩ sao về một buổi lễ hóa trang hả Warren? Tuyệt, ý kiến hay đó em yêu. Em sẽ hóa trang thành nhân viên lễ tân trong phim kinh dị Beetlejuice. Còn anh muốn hóa trang thành nhân vật nào? Anh muốn trở thành một cô gái trượt băng. Em thấy sao? Tất nhiên là không sao rồi. Chỉ là em chưa thể tưởng tượng ra chồng mình sẽ thế nào trong hình hài một cô gái. À,
Xin lỗi, em không có ý gì. Ý tưởng của anh khá tuyệt vời. Chúng ta quyết định sẽ tổ chức buổi lễ hóa trang nha. Warden à, có nhất định phải chuẩn bị kỹ càng như vậy không hả anh? Bố sẽ là cô gái đẹp nhất cho mẹ xem. Chỉ là bố không thể trở thành cô gái trượt băng với thân hình bánh mì thế này. Nếu không, hay là anh tìm một nhân vật khác để hóa trang vậy? Thôi, không được không. Em hoàn toàn ủng hộ anh mà. Điều đó làm em xúc động hơn thôi. Cố lên nha anh yêu. Warren à, anh làm gì ở trong đó vậy? Warren, mở cửa ra đi anh. Anh đang làm gì thế? Sao phải đóng chặt cửa quá vậy? Anh chỉ đang tập cho nhân vật mình sẽ hóa trang ấy mà. Còn nửa tháng nữa mới đến ngày lễ mà. Em nghĩ anh không cần phải quá hồi hộp đến như vậy đâu. Anh ấy làm sao thế nhỉ? Warren, em thấy anh khá căng thẳng á. Có điều gì vậy? Xin lỗi Khao Ly, anh cần ở một mình một lát. Điện thoại của anh. Em có làm gì đâu, chỉ định đưa cho anh thôi mà. Anh không muốn em đụng vào điện thoại của anh. Có lúc anh cũng cần có thế giới riêng tư của mình mà. Em cũng rất tôn trọng điều đó mà Warren. Anh làm sao thế? Là do anh có một vài vấn đề ở chỗ làm cần giải quyết, nên anh hơi nóng ruột. Xin lỗi em. Warren lại đi đâu rồi? Gần đây anh ấy có vẻ có nhiều biểu hiện lạ lắm. Lại còn thường xuyên cáo gắt với mình nữa chứ. Thậm chí còn không cho mình đụng vào điện thoại. Không lẽ anh ấy có người mới? Thôi, Kelly đừng nghĩ quá xa như vậy chứ. Chắc chắn anh ấy không phản bội mình đâu. Gì thế này? Một thỏi son ư? Đây đâu phải là son của mình. Không lẽ điều mình nghi ngờ là sự thật? Anh đang làm gì thế? Sao phải đóng chặt cửa quá vậy? Warren, em thấy anh khá căng thẳng á. Điện thoại của anh. Anh không muốn em đụng vào điện thoại của anh. Có lúc anh cũng cần có thế giới riêng tư của mình mà. Ông không, anh thật tồi tệ mà. Anh phản bội em thật sao? Cần phải nói chuyện thẳng thắn với anh ấy. Em cần biết sự thật. Có phải anh đã có người phụ nữ khác rồi không, Warren? Warren, em tưởng anh đang thật sự háo hức và chuẩn bị rất kỹ cho kế hoạch kỷ niệm ngày cưới của chúng ta. Hóa ra tất cả chỉ là ngụy tạo. Anh thật giả dối mà. Khéo Ly, nếu có chuyện gì thì cho anh xin lỗi. Anh vẫn giả vờ. Thế cái này là cái gì đây hả? Anh không ngờ em lại tìm thấy nó, có phải không? Tôi đã tìm thấy nó trên sàn xe ô tô đấy. Anh đã đưa người phụ nữ nào vào xe của chúng ta? Anh trả lời tôi đi. Anh không hề có. Thôi đi, hãy dừng lại tất cả trò hề đi Warren à. Không kỷ niệm gì nữa hết. Chúng ta nên chấm dứt thì hơn. Khéo Ly. Ôi trời ơi, mày đang bị thế nào đấy Warren? Đến nước này mày không thể giấu vợ mày thêm được nữa. Ôi, không, mình không thể. Nếu nói ra sự thật, mình sẽ mất tất cả. Cô ấy và các con sẽ rời xa mình. Khéo Ly, anh không hề phản bội em. Xin em hãy tin anh. Anh cần phải nói ra sự thật này với em. Anh định nói về sự thật rằng đã phản bội gia đình à? Anh có biết các con anh đang rất háo hức mong chờ buổi lễ kỷ niệm ngày cưới của cha mẹ chúng hay không? Khéo Ly, anh không biết điều này có gọi là phản bội gia đình hay không. Sự thật là anh đã bị trầm cảm vì điều này rất lâu rồi. Anh đã rất đau khổ, Khéo Ly à. Anh không dám đối mặt với sự thật. Anh sợ. Anh sợ rất nhiều điều. Và sợ nhất là mất em và các con. Anh yêu gia đình chúng ta rất nhiều.
Không, Warren à, anh đừng như thế chứ. Em đã làm điều gì quá đáng để đến mức anh phải trầm cảm hả? Không phải do em, mà nó xuất phát từ anh. Anh không dám đối diện thỏi son đó. Bình tĩnh nào Warren à. Em tưởng người không bình tĩnh lúc này phải là em mới đúng. Anh cứ từ từ mà nói. Thỏi son lạ ấy là của anh. Anh không ngoại tình. Sự thật là anh muốn làm một phụ nữ. Hả? Ôi không, em không biết có chịu đựng được chuyện này hay không nữa. Sự thật là anh muốn làm một phụ nữ. Không thể tin nổi, điều gì đang xảy ra với gia đình của mình thế này? Anh ấy là một người đàn ông lịch lãm, và còn là một người cha tuyệt vời nữa. Hôm nay anh đi làm về muộn quá đấy. Anh quên hôm nay là ngày lễ kỷ niệm của chúng ta hả? Anh tưởng là buổi lễ sẽ không còn chứ. Sao lại thế chứ? Anh mau vào thay trang phục đi, các con đang rất háo hức rồi đó. Đợi anh. Anh ra ngay. Quá đẹp quá, giống quá à. Tuyệt lắm. Cảm ơn em. Cảm ơn khẩu ly tuyệt vời của anh, tình yêu của anh, hạnh phúc của anh. Anh yêu em. Warren à, em xin lỗi đã để anh cô đơn với sự đau khổ dằn vặt của mình bao nhiêu năm qua. Đó đâu phải là lỗi của em đâu. Anh biết không, em đã suy nghĩ rất nhiều sau hôm đó. Cứ tưởng em sẽ không chịu đựng được, nhưng em đã nhận ra điều quan trọng nhất là em vẫn yêu anh vì con người của anh, chứ không phải là vì giới tính của anh. Em thật ích kỷ và sẽ làm chồng mình đau khổ nếu không để anh trở thành người mà anh luôn mong muốn. Tận sâu bên trong, anh vẫn là con người cũ, và em vẫn yêu anh, Warren ạ. Ôi, Kelly. Chúng ta vẫn mãi mãi là một gia đình. May mắn nhất cuộc đời anh chính là có em, Kelly à. Giờ đây thì tôi thật sự hạnh phúc. Hạnh phúc vì được sống thật với chính mình. Hạnh phúc hơn nữa là được Kelly ủng hộ tôi hết mình. Phát minh dù lượng. Bộ phim dựa trên câu chuyện có thật của nhà phát minh, kỹ sư Francis Rogallo người Mỹ cùng vợ Gertrude với công việc nghiên cứu dù lượng từ giữa thập niên 1940 của thế kỷ trước. Thằng béo Francis của Khanh Lô mê thải diều thật đấy. Hôm nào nó cũng chạy miết trên đồng cỏ như thế. Cảm tưởng như nó sắp bay lên theo cánh diều ấy. Ước gì có thể bay lên theo cánh diều này. Bay lên khoảng không kia mới tuyệt vời làm sao. Mình nhất định phải chế tạo được thứ gì đó để có thể bay lên mới được. Anh vẫn sẽ thực hiện ước mơ ngày còn nhỏ anh kể với em đó chứ, bay lên bầu trời như những cánh diều á. Đó chẳng phải cũng là ước mơ của em nữa sao? Nhà nữ sáng chế. Cả hai chúng ta sẽ không dừng nó ở giấc mơ. Rồi một ngày không xa, anh sẽ lái xe đưa em về miền nông thôn nước Mỹ, quê hương của anh. Sau đó chúng ta có thể từ trên thân cây cao nơi này và bay về lại thành phố. Chúng ta sẽ cùng nhau biến giấc mơ bay lượn này thành sự thật ha.
Em nghĩ chiếc cánh cần phải thay đổi. Chúng nên được nâng lên, cân bằng thì mới bay được quãng xa, thay vì để so le như thế này. Ban đầu anh nghĩ để so le sẽ tận dụng được sức gió, mà quên nghĩ đến việc giữ thăng bằng để kiểm soát khi bay. Để anh sửa lại. Với đam mê bất tận trong việc bay lượn, năm 1948, hai vợ chồng nhà Rogallo đã phát triển ra nguyên mẫu bay đầu tiên. Một chiếc cánh linh hoạt được may bởi bà Gertrude từ những cái màn che trong nhà bếp. Lần này chúng ta làm được rồi kìa. Con diều từ cái màn che này thực sự có thể bay lên. Anh tin là từ con diều bay này, chúng ta sẽ còn tiến xa hơn nữa và tạo ra một khả năng phi thường. Em đang nghĩ đến việc nếu chiếc diều đủ lớn, khả năng nó có thể chở hẳn một người ấy chứ. Đúng vậy, đó là tất cả những gì anh nghĩ. Chỉ tưởng tượng việc bung con diều ra từ trên đỉnh núi và nó có thể lượn xuống thung lũng bên dưới đã thấy hồi hộp rồi. Nhưng mà hiện tại vợ chồng của mình là công chức làm việc cho NASA, cơ quan hàng không và vũ trụ quốc gia, nên bất kỳ ý tưởng nào của mình đều thuộc về chính phủ. Mình nên tuân thủ nguyên tắc trình ý tưởng cho chính phủ trước khi phát triển phát minh đi. Anh sẽ thuyết phục cấp trên xem xét phát triển các ứng dụng bay từ chính mẫu thiết kế thô sơ này để phục vụ cho các phương tiện vũ trụ. Cũng có tiềm năng đấy chứ. Thú thật, tôi rất ghi nhận việc cậu đã thành công với sáng chế con diều bay đó. Nhưng phát minh của cậu tính ứng dụng cho các công trình vũ trụ thì không khả thi lắm, ít nhất là trong thời điểm hiện hành. Tôi tự tin với thiết kế của mình, dù nó còn thô sơ, nhưng nếu đủ điều kiện phát triển, thì chắc chắn nó sẽ được chính phủ cấp bằng sáng chế. Tuy nhiên, vì tôi làm việc cho NASA, nên tôi vẫn phải tuân thủ nguyên tắc báo cáo lên các anh trước. Anh làm rất đúng, và cơ quan sẽ hoàn toàn tạo điều kiện cho phép anh sử dụng các chuỗi phòng thí nghiệm để anh tiếp tục phát triển phát minh theo cách riêng của hai vợ chồng anh. Chúng tôi rất tiếc vì chưa thể ứng dụng sáng chế của anh cho công trình vũ trụ nào của NASA. Tôi hiểu thưa anh, dù sao như vậy cũng rất cảm ơn cơ quan đã tạo điều kiện. Dù sao việc được tạo điều kiện để hoàn thiện hơn sáng chế cũng đã là một bước tiến mới rồi anh à. Anh sẽ tiếp tục phát triển con diều bay của chúng ta đủ đến tầm khiến họ cảm thấy nó thực sự hữu ích. Với nỗ lực không ngừng, từ nguyên mẫu bay đầu tiên tại đường hầm gió gia đình, vợ chồng Rogallo hoàn thiện chuỗi phòng thí nghiệm hiện đại của NASA và được trao bằng sáng chế con diều linh hoạt vào năm 1951. Đây chính là cha đẻ của tất cả các loài dù lượn ngày nay. Phát minh của một công chức đến từ NASA, nhưng chất lượng và khả năng ứng dụng thật đáng tiếc, hầu như không nhận bất kỳ sự quan tâm nào từ các cơ quan hàng không chuyên nghiệp. Đúng vậy, chẳng có vị nào từ các cơ quan hàng không đến dự ngày ra mắt của phát minh trẻ con kia hết. Thiết kế này nhìn như một món đồ chơi của đám con nít đam mê bay lượn không hơn không kém. Thật là mất mặt NASA. Em đừng suy nghĩ nhiều. Dù họ có nói gì đi nữa, thì anh tin rằng con diều linh hoạt của chúng ta sẽ không thể là một sáng chế chỉ để quên lãng. Nó sẽ là sản phẩm hữu ích cho tương lai. Vẫn như lời mà anh nói, khi anh đưa em về quê, anh ở miền thị trấn xa xôi nước Mỹ. Em mong... rồi đến một ngày, trên con diều linh hoạt, mình sẽ được bay lên bầu trời nơi đó. Mấy năm sau. Ngày 4 tháng 10 năm 1957, Liên bang Xô Viết phóng thành công vệ tinh Sputnik 1 vào không gian, mở màn cho cuộc chạy đua chinh phục vũ trụ của thế giới và mở ra bầu trời mới cho nhân loại khám phá. Người Nga thực sự đã thành công với tàu vũ trụ Sputnik, khiến cả thế giới chấn động. Chiến tàu Sputnik đã đánh dấu bước tiến ngoạn mục của Nga trong hàng không vũ trụ. Lâu lắm rồi người Mỹ chúng ta chưa đạt được bước tiến đáng kể trong cuộc đua chinh phục vũ trụ. Cơ hội của anh đến rồi, Rogallo ạ. Chính phủ Mỹ đã bắt đầu rục rịch tiến vào cuộc đua chinh phục vũ trụ. Anh có tự tin phát triển con diều linh hoạt của mình như đề xuất dự án ban đầu, có thể chở theo người trên đó không? Sao lại không chứ? Vợ chồng tôi vẫn chưa bao giờ ngừng nung nấu ý tưởng đó hết. Chiếc diều của Francis Rogallo liệu có thể cho ra một loại dù lượn linh hoạt hơn để đối đầu với Sputnik, phát minh mới của người Nga? Kỳ thực như phán đoán của các đồng nghiệp của Francis Rogallo tại NASA, sau phát minh tàu vũ trụ Sputnik của Nga, người Mỹ tỏ ra sự quan tâm phát triển thể loại dù lượn linh hoạt từ chính sáng chế con diều linh hoạt của Francis Rogallo.
không ngờ quân đội, hải quân cũng như NASA đều nhảy vào cuộc. Phát minh của Francis Goddard đã từng bị xem nhẹ và bị coi thường khi làm mất mặt công chức NASA này đã được nhìn lại một cách nghiêm túc. Đây là lúc anh ấy thể hiện cái trình của người sáng chế. Chúc mừng cậu, giờ thì cậu phải bắt tay vào dự án mới rồi. Đúng như những gì ban đầu cậu nói với tôi, đó là dù lượng linh hoạt, cánh diều khổng lồ có thể mang theo người. Tôi xin tuyên bố, phát minh của Francis Goddard chính thức được quân đội Mỹ mua lại rồi. Chúc mừng vợ chồng anh, giấc mơ bay lượn của anh lần này được chấp cánh thật sự rồi. Vợ chồng Francis Goddard sau đó đã cùng các nhà khoa học khác của NASA và quân đội Mỹ hoàn thiện chiếc dù lượn đặc biệt, nhằm mục đích để các nhà du hành sử dụng trong quá trình đăng nhập trái đất và bay lượn trong cơ chế kiểm soát dễ dàng. Chiếc dù lượn cuối cùng được hoàn thiện. Vợ chồng Francis Goddard được chính phủ Mỹ cấp cho số tiền 35.000 đô la vì những nỗ lực không mệt mỏi. Đó cũng là số tiền thưởng lớn nhất được trao cho NASA tại thời điểm đó. Không giấu gì quý vị, chế tạo thành công chiếc dù lượn là mơ ước thuở bé của tôi. Chiếc dù lượn được hoàn thiện lại trở thành phương tiện hữu dụng cho các nhà du hành vũ trụ thì không còn gì tuyệt vời hơn. Từ khi làm việc cho NASA, đây là cống hiến to lớn nhất mà vợ chồng tôi cùng đội ngũ đông đảo các nhà khoa học đạt được. Với loại dù lượn này, thay vì nhà du hành nhảy loại dù cố định xuống biển trước khi tàu vũ trụ rơi tự do và hoàn toàn không thể tái sử dụng nữa, chiếc dù lượn làm theo mô hình mới sẽ được sử dụng trong quá trình đăng nhập trái đất, cho phép nhà du hành bay trong cơ chế được kiểm soát kèm theo tàu đến sân bay giả chiến và hoàn toàn có thể sử dụng lại, tránh lãng phí. Nhờ sự bền bỉ, cố gắng không mệt mỏi, vợ chồng nhà sáng chế Rogalo cuối cùng đã được ghi danh xứng đáng với chiếc dù lượn hữu ích. Sau đó, từ thập niên 1960, dù lượn được biết đến rộng rãi và bắt đầu được sử dụng trong đời sống. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!